Câu chuyện kỷ niệm với em gái nuôi. Tôi năm nay 25 tuổi, là một sinh viên mới ra trường và hiện đang làm quản lý tại một quán cà phê. Thời còn là sinh viên thì tôi có một nhóm bạn chơi khá thân gồm 3 nam và 2 nữ. Các bạn ấy đều sinh năm 99, còn tôi thì sinh năm 98, cho nên mọi người thường gọi tôi là anh hai. Cả nhóm chơi chung với nhau vì đều có sở thích giống nhau là chơi nhạc và tuyệt nhiên không có tình trạng yêu đương nam nữ ở trong nhóm. Ngoài giờ học nhóm thì tôi còn giao lưu âm nhạc tại các quán cà phê như là một ban nhạc vậy. Cả hai bạn nữ trong nhóm đều sinh và được nhiều anh chàng theo đuổi và trong đó có tôi. Tôi đặc biệt dành nhiều tình cảm cho Trúc vì em là một cô gái khá yếu đuối và cực kỳ dễ thương. Trúc cao đến 1m70, thân hình thon gầy mặt bầu mắt to tròn. Tuy nhiên do trong nhóm đã có luật ngầm là không được để tình cảm nam nữ ảnh hưởng đến nhóm và em cũng đã có bạn trai rồi nên tôi vẫn phải kiềm chế lại tình cảm và quan tâm em như một người em gái bình thường. Sau 4 năm thì thời gian trên giảng đường đại học của chúng tôi đã hết. Các bạn ấy sau khi nhận bằng tốt nghiệp thì đã về quê tìm việc. Lúc này cũng chỉ còn lại một mình tôi ở lại vì tôi đã có việc làm ổn định ở đây. Không biết các trường khác như thế nào chứ trường tôi thì mỗi lần tốt nghiệp là mỗi một lần mệt mỏi. Trước lễ tốt nghiệp sẽ có một ngày để chụp hình chuẩn bị cho buổi lễ và một ngày để làm lễ tốt nghiệp chính thức. Hai ngày cách xa nhau gần một tháng, cho nên tất cả các bạn ai cũng phải đi chụp hình xong rồi về, chứ không có thời gian ở lại. Với lại các lớp khác nhau sẽ có ngày chụp khác nhau. Bà bạn kia quê ở gần nên có thể về trong ngày, còn bé Trúc thì không. Do quê ở xa mà Trúc không thể đi qua chụp hình và về trong ngày được, cho nên em đã qua trước một ngày và em xin ngủ lại phòng tôi. Căn phòng của tôi cũng khá rộng và có gác Nên tôi đồng ý Lúc này Trúc xin ở phòng tôi Vì em và bạn trai đã chia tay nhau rồi Tối đó cả nhóm đi cà phê Ăn uống đến gần 8 giờ thì về Ba người kia chạy về quê Giờ hôm nay lớp các bạn đó đã chụp xong Còn tôi và Trúc thì về phòng ngủ Để chuẩn bị cho buổi chụp hình vào ngày mai Hai đứa Nằm với nhau ngồi đánh liền quần Đến hơi 11 giờ rồi mới ngủ tôi cho em ngủ trên gác còn tôi thì ngủ ở dưới tầng trệt đang mơ màng thì em hét lên và chạy xuống tầng ôm mình cứng ngắc với khuôn mặt đầy hoảng sợ hóa ra là một có bé rán bò lên người em còn em thì là một đứa cực kỳ sợ rán sau khi loại bỏ con rán kia thì em vẫn không dám lên ở trên gác mà ngủ nữa nên tối hôm đó em ngủ với tôi tất nhiên là phải chen hai cái gối ôm to đùng vào chính giữa Đêm đó tôi chẳng thể nào ngủ được vì trước giờ tôi chưa từng ngủ chung với một đứa con gái nào. Đã vậy em còn là thả rông vòng một nữa chứ. Mùi thơm từ cơ thể em và ánh đèn ngủ mơ mơ làm cho cậu nhỏ của tôi ngóc đầu thức giấc. Trong đầu tôi lúc này đã có những suy nghĩ đen tối. Nhưng tôi nhanh chóng xua nó đi và vào phòng vệ sinh để tự giải tỏa nhu cầu. Xong xuôi tôi đi ra thì thấy em vẫn còn đang ngủ say. Nên tôi cũng khá yên tâm để mà tiếp tục nằm xuống ngủ. Sáng hôm sau Tôi và Trúc vào trường để chụp hình chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp Tôi là người thích chụp hình nên cũng mua được cho mình một con 6D Mark II Với lens fit 50 và một con lens kit 18 135 nanomet Sở dĩ tôi đem theo máy Là vì em đã nhờ tôi chụp riêng cho em một bộ album tốt nghiệp thật đẹp Sau khi chụp xong thì hai đứa đi ăn Rồi em sẽ chạy về quê luôn Anh hai, Lần sau em qua chắc là lần cuối cùng em được qua đây rồi á Sao vậy? Em tìm được việc làm gần nhà em rồi Với cha mẹ em không cho em qua đây nữa đâu Anh biết cha mẹ em khó cỡ nào mà Ôi buồn thật Thôi không sao em không qua được Thì để mọi người qua thăm em cũng được mà À Còn hình nào anh hai làm xong Thì chọn mấy tấm đẹp đẹp in ra giùm em nha Ok em gái Chạy xe cẩn thận nha Nào về tới thì nhắn anh hai biết nha Dạ kể từ ngày đó mình cứ mỗi lần sửa hình cho em là mình lại bị ám ảnh hình ảnh của bé trúc đang ngủ và những suy nghĩ đen tối trong đầu đêm nào mình cũng tưởng tượng về hình ảnh đó rồi tự làm bằng tay mới ngủ được thế là sau bao nhiêu dồn nén cuối cùng mình quyết định lần sau em qua thì mình sẽ xôi thịt em nhưng cái khó là thịt em mà vẫn phải đảm bảo là em không biết vì em không phải là người tùy tiện trong chuyện quan hệ cuối cùng mình đã quyết định mua thuốc ngủ nhưng ngặt một nỗi là thuốc ngủ ngoài nhà thuốc không có bán Hết cách thì mình đành phải nhờ thằng bạn của mình Ê mày Biết đâu có bán thuốc ngủ mạnh mạnh không Ta tính xối thịt con này Mà nó khó ăn quá Trời mày cần gì phải thuốc ngủ Ta có cách làm cho nó tự dâng cho mày Mà mày khỏi cần phải cho nó uống thuốc Nói xong thì thằng bạn chỉ cốt Đưa cho mình một chai nước hoa nhỏ chừng 10 ml. Thử đi Đảm bảo 5 phút là nó tự lao vô mày À nước hoa kích dục hả Có thiệt không vậy ba Thôi để tao mua thuốc ngủ cho chắc thì mày cứ thử đi Không hiệu quả mày cứ tìm tao Ok để tao thử mày nhớ đó Rồi ngày đó cũng đến Trước ngày làm lễ tốt nghiệp một ngày Thì em phải qua để sáng đi make up Sáng đấy mình vào condom shop Mua hai cái Của rách Từ lần ngủ cùng em trước đó Thì mình đã không còn cảm hứng với các cô gái khác nữa Chính vì vậy mà gần một tháng đó Mình không dẫn gái về phòng nữa Chiều hôm đó thì em qua đến phòng mình Mình cũng tỏ vẻ bình thường cũng chờ em đi ăn uống các thứ đến gần 11 giờ thì về. Về đến phòng thì em đi tắm. Tắm xong thì em ra nói là em bị đau lưng và nhờ mình đấm lưng giúp. Cơ hội tới. Hai, hai biết đấm lưng không? Hay ngồi xe lâu em đau lưng quá? À anh biết, mà em có cần cạo gió luôn không nhỉ? Dạ được. Nói xong mình lấy chai dầu gió để trên bàn xuống. Lúc này em đang nằm sấp chơi liên quân nên nhìn thấy rõ. Vòng ba căng tròn đẫy đà, đấm lưng xong thì mình ván thì mình vén áo em lên quá ngực để cạo gió em cũng hợp tác ưỡn người lên để cho mình kéo áo lên lúc này cái khóa áo trong màu trắng tinh khôi hiện ra do cái áo hơi vướng đường cạo nên mình chọc em cái này mà anh tháo ra thì sao ta hai tháo ra đi em mà hông táng hai dính vách luôn mới lạ vừa nói mình vừa thoa dầu khắp lưng em rồi bắt đầu cạo cạo đến đầu gió ra đến đó tương đương đỏ hiện lên sau so mỗi lần cạo cạo xong mình để nguyên hiện trạng chờ dầu thấm rồi mới kéo lên cho em trong lúc chờ mình đi xuống giờ mình đi xuống lầu lấy chai nước hoa xịt lên vùng cổ và cổ tay mình rồi leo lên gác chờ đợi khoảng 5 phút sau anh hai ơi sao nóng quá vậy chắc là dầu đó nãy hai lỡ tay đổ hơi nhiều lúc này mình để ý mặt em đã hơi ửng đỏ lên hai chân khép chặt rồi cứ liên tục cựa quậy vào nhau lúc này áo em vẫn chưa được kéo xuống nên mình nhanh chóng trèo lên người em rồi vút ve vài đường dọc theo sống lưng và hai bên sườn nhìn mình có vẻ hiền vậy thôi chứ hồi năm nhất năm hai mình thường xuyên dẫn gái về phòng được cái mấy em này đều là sinh viên mà mình có sử dụng bà con sói nên mình không có lo về sức khỏe ngoài ra mình còn hiến máu định kỳ nên hoàn toàn yên tâm về việc này trong lúc này mình biết em đã tới lắm rồi hai tay mình nhanh chóng di chuyển khắp nơi Cả người em cứng đơ hơi thở gấp gáp Khuôn mặt đã ửng đỏ hoàn toàn chúc ơi Em cho anh nha Em không nói gì mà chỉ im lặng biểu thị sự đồng ý Được đà mình lật ngửa em ra Rồi bắt đầu làm những việc Mà một người đàn ông thực sự nên làm Hài ghê lắm đó nha Em cho anh nha Lần đầu cũng là lần cuối Dạ Em vừa dứt câu Mình liền móc ra ba con sói Và đang định vào việc luôn anh khỏi xài nó cũng được Làm vậy em không sợ có bầu với bệnh hay sao Có gì sáng em uống thuốc Em biết anh an toàn mà Ơ ờ, sao em biết Anh hiến máu định kỳ đó mà Nếu anh có bệnh thì người ta đã không nhận máu của anh rồi Lâu rồi em không được làm chuyện này Anh cứ cho vào trong luôn nhé Lúc này tôi mắt chữ A mồm chữ O không tin được Đây chính là cô em gái thùy mị trong nhóm của tôi đây sao Không ngờ em lại bạo dạn như vậy luôn Em đã nói vậy thì thôi. Thế là cả hai chúng tôi lao vào nhau hưởng ứng. Những phút giây thăng hoa mãnh liệt cho tới khi thỏa mãn. Em nằm đây chờ anh. Nói xong tôi leo xuống dưới lầu. Lấy hộp khăn giấy lên và nhẹ nhàng lau cho em. Lau sạch sẽ cho hai đứa xong thì tôi và em nằm ôm nhau ngủ. Anh ghê lắm đấy. Đến cả em gái mình mà anh cũng làm được. Anh có làm gì đâu là em tự nguyện mà. Thôi đi anh làm như em không biết là anh xài cái gì vậy. Ủa sao em biết? trước đây nhiều yêu cũ của em cũng xài rồi biết mà sao em còn cho anh bởi vì em tin anh em biết là anh thích em với lại đây là lần cuối cùng em qua đây rồi em muốn để lại một kỷ niệm đẹp cho hai đứa lần trước em qua đây em đã thấy anh vào trong nhà vệ sinh để tự giải quyết rồi vậy là lúc đó em chưa ngủ à chưa ngủ mới biết anh vào đó để tự giải quyết đấy chứ lần này dù anh có xài nước hoa hay không thì em vẫn cho anh em làm vậy không sợ anh sẽ nghĩ em dễ dãi sao trước khi quyết định em cũng đã suy nghĩ rồi chẳng thà cho anh một lần để cả anh và em còn có cái kỷ niệm đẹp về nhau lúc này mình chẳng biết nói gì ngoài việc ôm chặt em vào lòng và chỉ mong sao cho thời gian có thể dừng lại ngay lúc này nằm ôm nhau một lúc thì cả hai đứa cùng vào nhà vệ sinh để tắm vì tấm ga nệm lúc nãy đã ướt mềm cả rồi cả người đầy mồ hôi nên không thể nào nằm ngủ tiếp được nên mình phải thay tấm ga mới thay xong hai đứa nằm ôm nhau ngủ đến sáng và cũng không quên cài báo thức Đêm đó hai đứa tôi đã ôm chặt nhau không rời nhau một giây. Chỉ tiếc là thời gian không thể kéo dài thêm nữa và đêm cuối cùng của tôi và em Trúc đã kết thúc như vậy. Sáng hôm sau tôi giật mình dậy lúc 5 giờ 30 sau khi nghe tiếng chuông báo thức vang lên. Nhìn sang em thấy em vẫn còn ngủ nên tôi đã nhẹ nhàng gọi em dậy bằng một nụ hôn. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì tôi chở em đi make up rồi vào trường làm lễ. Trong lúc cho em make up thì tôi chạy sang hiệu thuốc Tây mua một viên ngừa thai khẩn cấp cho em uống. Lễ đến 10 giờ trưa hai đứa đói muốn xỉu nên em và mình vào một quán cơm gần trường để ăn. Sau đó tôi đưa em về phòng thu dọn đồ đạc. Lúc dọn đồ mà mắt em cứ rưng rưng rồi rơi những giọt nước mắt làm tôi cũng khóc theo. Lúc đó trong lòng tôi thầm ước mình có thể làm thời gian dừng lại nhưng thực tế vẫn là thực tế. Trước khi lên xe mình và em ôm nhau thật chặt thật lâu đến khi cả hai không thở được mới buông ra. Vậy là câu chuyện tình của tôi đã kết thúc một cách chóng vánh như vậy. Có thể nhiều bạn sẽ nghĩ sao phải làm quá lên như vậy, chỉ là về quê làm việc thôi mà rảnh rỗi hay ngày nghỉ thì tôi vẫn có thể chạy qua chạy lại được vậy. Tôi xin nói thật, là nhà em ấy và ba mẹ em rất khó và gia trưởng, một khi đã về nhà rồi thì sẽ không được đi đâu. Ngoại trừ lúc làm và lúc nào cũng có người giám sát em ấy. Dù em đấy đã 24 tuổi, cho dù tôi có qua nhà và cũng rất khó gặp, vì tôi là người Hoa, còn ba mẹ em ấy thì lại vô cùng kỳ thị người Hoa. Trước đây, nhóm của tôi có đến nhà em chơi một lần, và sau khi biết tôi là người Hoa thì lần thứ hai nhóm mình qua. Cha mẹ của em tỏ thái độ không thích tôi ra mặt, và có nói những lời không hay về tôi. Một phần nữa là cha mẹ em ấy không muốn em lấy chồng xa, Cả tôi và em đều biết nếu tiếp tục cũng sẽ không mang lại kết quả gì. Cho nên chúng tôi đành phải thôi. Thà cho nhau một kỷ niệm cuối đẹp đẽ để khép lại cuộc đời sinh viên đầy nhiệt huyết. Còn hơn là cả hai sẽ ôm nhau trong sự tiếc nuối. Cảm ơn quý vị và các bạn vừa theo dõi xong câu chuyện. Câu chuyện kỷ niệm với em gái nuôi được phát trực tiếp từ kênh Bên Bụi Chuối. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào những khung giờ quen thuộc trong những ngày tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.